Kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây xin mến chào, chúc sức khỏe tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh ha. Hôm nay thì con tiếp tục mời quý chú mình xem một clip mới với con tại vườn của chị Diệu Huy, bonsai cây cảnh huy hoàng ha quý chú. Có địa chỉ tại Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Hôm nay thì nhà vườn về một số cây mới đẹp luôn chú, số cây thành phẩm ha, chơi lâu. Thì mời quý chú cùng gặp lại chị để chị giới thiệu chi tiết hơn cho mình nha. Đó, trước mắt là nhiều cây đẹp đây. Rồi em chào chị. Dạ, em chào anh Khánh. Em mến chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Hôm nay Bonsai Huy Hoàng nhà em tiếp tục giao lưu cùng quý cô chú anh chị một số loại cây như là mai chiếu thủy, kim quýt, dúi, rồi bằng lăng ha, rồi nguyệt quế nữa, có ngâu nữa cô chú anh chị. Thì cuối clip em có mấy cây mai chiếu thủy với linh sam để bàn giá hữu nghị, mong cô chú anh chị xem hết clip ủng hộ em ạ. Dạ. Số điện thoại của em là 0939081082. Em ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ạ. Dạ, để em giới thiệu cây đầu clip của nhà em ngày hôm nay cho cô chú anh chị tham khảo luôn ạ. Thì đầu clip hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị một cây mai chiếu thủy. Cái này là nu gò công hết cô chú anh chị. Dạ. Đây, cây này là hai thân mẫu tử cô chú anh chị. Đó, một thân lớn và một thân nhỏ ha. Cây thành phẩm rồi. Nói chung là tay cành nó lớn hết rồi, nó đã tháo dây ra hết đó cô chú anh chị. Đó, rất là liền lạc sạch sẽ, em không có thấy lũa một chỗ nào hết ha. Rồi em xin được phép đo thông số ạ. Dạ, cây có chiều cao lên đây là được 74. Tàn dài của cây là được 75. Dạ rồi. Rồi em đo tổng cái hai thân ở trong đây đi nghe cô chú anh chị. Dạ, tổng hai thân là được 29 ạ. Rồi, xung quanh đây là giống như đế nè cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị tham khảo nha, cây này là già cực kỳ luôn. Thân nó nu nè. Đó, thân nu nè. Tay thân nu từ gốc lên tới ngọn luôn á cô chú anh chị. Đây, thân bên đây là thân lớn nè, thân bên đây là thân nhỏ ha. Hai cây này thì mình gọi là dáng mẫu tử đi cô chú anh chị, cây lớn cây nhỏ nè. Đó, gió mọn ở trên đây em không thấy mặt cắt luôn. Còn cốt cành thì lớn hết trơn rồi. Cái này về cô chú anh chị, lá này nó già rồi nè, mình về mình lặt lá giúp em đi ha. Đó, rồi bắt đầu cây nó ra lập non rồi, nó có bông luôn. Cây rất là liền lạc sạch sẽ ha. Thì mã này mã 1F, cây mai chiếu thủy này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá 3.500.000. Em ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. Chậu này thì em xin được phép rút chậu bó bầu đi. Cây nó thuần chậu rồi nên cô chú anh chị yên tâm ha. Đó. Như dạ, 3.500.000 ha chú. Như cây này ha thì em phải đóng kiện gỗ nè. Đó, đóng kiện gỗ bảo vệ cái dàn tàn để ship tới nhà cho cô chú anh chị. Đó, tay em nuôi tay xé bánh rất là dày luôn á. Dạ. Cũng cần rất to. Rồi, 3.500.000. Dạ, đổi giúp em luôn ha. Dạ rồi, em sang mã số 2F ha. Đây. 2F em có một cây kim quýt. Đó, cây này là cây kim quýt thành phẩm hết cô chú anh chị. Đây, cây phơm tàn rất là mịn luôn rồi nè. Dáng có gọng rất là duyên dáng nha cô chú anh chị. Cây này thì cũng gọi là cây mẫu tử nữa cô chú anh chị. Nhưng mà cái thằng nhỏ này á là nó rờ cô chú anh chị ơi. Nó rờ ha, chứ không giống như cây mai chiếu thủy. Cây mai chiếu thủy là một mẹ đó sinh ra, còn này chắc mẹ khác quá. Rồi ép vô cho có duyên anh chị ha. Dạ. Cây có chiều cao trên đây là được 64 đấy cô chú anh chị. Chiều cao 64. Cái tàn dài ở đây là được 60. Rồi. Em đo cái hoành thân. Em đo hoành thân ở đây là được 27 nè cô chú anh chị. Rồi, em sẽ đo cái phần đế của cây nha. Đó, đế cây đo như thế này đi cô chú anh chị. Dạ, phần đế là được. Đó, đo hết cái này đi ha. Dạ. Dạ được 58 đó cô chú anh chị. Dạ, rồi, kim quýt nè, thân to đế cũng lớn nữa cô chú anh chị. Rồi cái cây này cây tử ha, thì cây rờ á, về cô chú anh chị không thích á thì cô chú anh chị mình trồng vô một cái cây, một cái chậu nhỏ mình làm cây mini để trên bàn vẫn được nha. Cái này giống như mua một cây được hai cây á. Rồi, tàn tán thì mịn rồi nè. Kim quýt mà nuôi tay cành cỡ này mà không còn dây nữa thì cũng lâu năm lắm rồi ha cô chú anh chị. Đó, cây có gọng rất là duyên dáng luôn. Rồi mã này mã 2F ha, cây kim quýt mã 2F em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 4.800.000. Em ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha, cả cây cả chậu luôn. Cái chậu này mắc tiền hết cô chú anh chị. Đó, chậu này mắc tiền, chậu đẹp luôn. Dạ, chậu đẹp, cây đẹp luôn cô chú ha. Dạ. Thành phẩm luôn. Rồi cây này là cây thành phẩm hết cô chú anh chị. Về mình cứ tỉa theo những cái tàn tán như vậy là mình chơi thôi. Kim quýt là có trái rất là đẹp nha cô chú anh chị, trái nó đủ màu luôn á. Nó màu sống thì nó màu xanh, còn chín thì nó màu vàng, màu đỏ đậm ha, mình ăn được luôn. Rồi. Dạ rồi, 4.800.000 ha cô chú. Dạ. Dạ. Rồi em đổi cây luôn ha cô chú anh chị.
Thì cái nào cô chú anh chị không gõ thì cứ liên hệ số điện thoại của em ha, rồi em quay chi tiết cho cô chú anh chị gõ luôn. Tiếp theo em lên mã 3F, em có một cây dúi cô chú anh chị, hay còn gọi là một cây hoàng anh mập. Rồi cây này là già cực kỳ ha. Cây hoàng anh mập mà được nuôi tay xé bánh mà nó không còn dây nữa thì thời gian cũng lâu lắm rồi ha cô chú anh chị. Để em đo em báo thông số ạ. Dạ cây có chiều cao lên đây là được 56. Cái tàn dài của cây cô chú anh chị là được 56 luôn. Cây này là một cây dúi đẹp ha, thành phẩm. Dạ hoành thân em đo ở đây là được 21, em tính 20 thôi cô chú anh chị. Còn chiều dài nè, chiều dài cái dáng co lắc ở đây là được 27 ha. Đó, em đo như thế đi cô chú anh chị ơi. Này, cái phần dáng nằm co lắc ở đây nhìn duyên dáng lắm ha cô chú anh chị. Đó, dúi thì nó có những cái phần này nè cô chú anh chị, nhưng mà nó là sành sam cứng rồi, mình không có e ngại những cái vấn đề này ha. Rồi, đây cô chú anh chị tham khảo, cây này là ở trong chậu rất là lâu năm, già dữ lắm luôn. Đó, cái phần ngọn ở trên đây là rất là mịn màng tàn tán nha. Đó, tay nào cũng vậy luôn, nuôi là lâu năm lắm. Cô chú anh chị nhìn cái phần cốt cành ở dưới đây nè. Đó ha, nói chung là cốt lớn lắm, giót ngọn ở trên đây nè. Dưới này đẹp đó cô chú anh chị. Cái ngọn nó không còn mặt cắt luôn nha. Đó, em em đo cái phần cốt đi cho cô chú anh chị biết được cái độ lớn, độ già của cây là được 11cm nè. Đó ha, những cái tay ở dưới đây là nó rất là dày mịn màng luôn. Mã này là mã 3F nha cô chú anh chị. Cây hoàng anh mập này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 3 triệu, em bao ship cho cô chú anh chị nha. Chậu này là chậu xi măng, em nuôi lâu rồi cô chú anh chị, em không có ship được, em sẽ tiến hành bó bầu nha. Em đo đường kính chậu đi. Chậu có đường kính là dài 50 nè, còn ngang là được 40 á cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị ưng cây này, chốt cây này thì về mình mua chậu kích cỡ như thế là mình sang vô ha. Còn chậu này thì em không ship được ạ. Dạ. Đó rồi, 3 cây triệu. Già hả chú, nhỏ mà già lắm, rất là đẹp. Cây cực kỳ duyên dáng, già luôn cô chú anh chị ơi. Một cây hoàng anh mọc ha, có rộng nữa. 3 đây. Triệu chị ha. Dạ đúng rồi anh. Rồi, tiếp tục chú em. Rồi em xin phép đổi cây luôn ạ. Em sang mã 4F nha. 4F em có một cây nguyệt quế á cô chú anh chị. Đài nguyệt quế, cây này là một cây thuần chậu, rồi tay cành lớn hết trơn, dáng hình thú luôn ha. Đang có hoa này cô chú anh chị. Rồi em báo thông số chi tiết ạ. Dạ cây có chiều cao lên đây là được 46, tàn ngang của cây là được 49. Dạ tổng tàn dài của cây là được 80 á cô chú anh chị. Rồi cái hoành thân em đo ngay chỗ này đi. Dạ hoành thân ở đây là được 31 nè, ngay 31 là tính 30 nha cô chú anh chị. Rồi cái phần đế ha, đế là được 51 nè. Đó, giống như một con thú đang nằm á. Đó, ở sau nè, bỏ giò luôn nha cô chú anh chị. Còn tàn tán nè, cốt cành lớn hết trơn, mịn màng lắm luôn nha. Tay cành lớn nhiều lắm cô chú anh chị ha. Rồi, phơm tàn ấm mịn. Cây này là thuần chậu. Rồi về cô chú anh chị sang chậu thôi. Hoa là xe cây nó sẽ tự cho ha. Hoa màu trắng rất là thơm luôn. Rồi mã này là mã 4F. Cây nguyệt này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá 2 triệu. 2 triệu em bao ship cho cô chú anh chị nha. Chậu thì em cũng không có ship được ha. Chậu xi măng này thì em không ship được, em sẽ bó bầu. Về cô chú anh chị cũng sang chậu giúp em đi. Em đo đường kính chậu luôn nè. Dạ cây có chậu là chiều dài nha cô chú anh chị. Chiều dài là 50 nữa nè. Rồi chiều ngang là được 35 hết cô chú anh chị. Rồi, đó. Cây nguyệt này là một cây dáng thú rất là đẹp luôn. Phơm tàn rất là mịn màng ha. Này. Dạ, rồi. 2 triệu thôi chị ha. Dạ đúng rồi anh. 4F. Dạ đổi luôn chị ơi. Dạ rồi, em sang mã 5F. Em có một cây ngâu nha cô chú anh chị. Đó, cây ngâu hoa màu tràng. Cây đang có hoa nè cô chú anh chị. Đó, cây này thì nó nhỏ để bàn nhưng mà nó già cực kỳ luôn, đang hoa đang ra lọc ha. Ngâu thì giống như nguyệt quế vậy, khi mà hoa nó nở ra thì nó cũng có mùi hương luôn. Nguyệt quế thì màu trắng, còn ngâu thì màu vàng hết cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây là được 34 nè. Cái tàn dài của cây là được 42 ạ. Cây ngâu này già cây lắm cô chú anh chị ạ. Hoành cũ ở đây là được 23 hết cô chú anh chị. Em đo ngay cái eo ở đây là được 15 nè. Rồi đo ngay chỗ này là được 21 ha. Em đo rất là nhiều chi tiết luôn. Dáng trực tàn đa. Đó, nhưng mà tay cành lớn, mịn màng tàn tán ha. Cái này là em đã vô chậu hoàn thiện luôn rồi. Về cô chú anh chị cứ để gì chăm nước cho em thôi. Còn bông thì cây nó sẽ tự ra. Khi mà nó ra hết thì nó sẽ có mùi hương nha. Rồi mã này mã 5F. Cây ngâu này em giao lưu cùng cô chú anh chị giá 1 triệu em bao ship nha. 1 triệu đồng em bao ship. Đó, một cây ngâu rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị thấy nhiều cây ngâu lớn nha, nhưng mà mấy cây ngâu nhỏ nhỏ mà dáng gì ha. Đó thì lâu lâu mới có được cây đẹp hết cô chú anh chị. Dạ, đây. 1 triệu luôn chậu luôn chị ha. Dạ đúng rồi anh. Dạ rồi.
tiếp tục chị ơi. Rồi tiếp tục mã 6F với cô chú anh chị. Đó 6F em có một cây sam hương nữa nè cô chú anh chị. Sam hương là lá cực kỳ thơm nha cô chú anh chị. Nó vuốt đụng lá là đã có mùi hương rồi, dán đổ ôm chậu. Cây này của ngày hôm nay thì em đã sang chậu hoàn thiện cho cô chú anh chị rồi. Về cứ để gì mà chăm nước giúp em là được rồi ha. Đó. Rồi em báo thông số luôn ạ. Đây. Dạ cây có chiều cao. Rồi chiều cao lên đây là được 27. Tàn ngang của cây là được 48. Dạ tổng tàn dài của cây là được 89 đó cô chú anh chị. Cái cây này đường thăng co lắc nè cô chú anh chị. Đó cái co đổ ôm chậu bay. Đó rất là duyên dáng nha. Em đo cái hoành thăng đi cô chú anh chị ơi. Cây này thăng to mà nó nằm sát miệng chậu quá em không đo được. Em đo xích ra đây đi ha. Rồi xích ra đây là được 18 cm nha. Ở trong đây là tầm 30 cm ha. Còn phần đế là lớn nữa. Đế là tầm 40 mấy cm, 50 luôn cô chú anh chị. Đó đế hai tay em nè. Đó ha. Rồi cái thăng ở đây là rất là to mà em đo không có được. Rồi ở ngoài đây là nãy em đo được 18 cm. Em nghiêng cho cô chú anh chị nhìn được cái phần bên trong của cây nè. Đó cây đường thăng lắc là ha. Không còn dây kẽm nha cô chú anh chị. Không còn kẽm. Rất là mịn màng tàn tán luôn. Đó ha. Rồi mã này mã 6F. Cây ngâu này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá 1,3 triệu em bao ship nha. Chậu này em ship luôn cho cô chú anh chị nha. Chậu này là chậu đẹp nè. Ship luôn cho cô chú anh chị. Về cứ để gì chăm nước thôi. Hôm qua cô chú anh chị nào chưa mua được sam hương hôm nay mua ủng hộ em ha. Đó cây hôm nay là đã có chậu luôn rồi. 1,3 triệu. Đây. 1,3 triệu. Dạ. Tiếp tục chị. Rồi em sang mã luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã 7F. 7F em có một cây kim quýt nữa. Đó cây này thì nó đang có hoa nè cô chú anh chị. Đó cây này cũng là một cây kim quýt thành phẩm nha. Cái phần ở dưới đây là không còn dây nè, không còn dây nha, chỉ còn cái ngọn thôi. Cái ngọn còn dây ha. Đó thì cái ngọn nó chưa mịn lắm nên là đang vô dây á. Nhưng mà ở dưới là đã xong hết rồi đó cô chú anh chị. Để em đo thông báo thông số. Cây có chiều cao lên đây là được 43 hết cô chú anh chị. Còn cái tàn dài của cây ha. Tàn dài của cây là được 57 ạ. Cây này rộng cũng duyên nữa nè cô chú anh chị. Dạ hoành thăng ở đây là được 24 đó, cô chú anh chị ạ. 24 ha. Rồi cây có phần đế em đo đế em báo luôn nha. Dạ đế là được 44 á. Đây cốt cành lớn nè, ngón tay của em ha. Cái cốt kim quýt ở đây nè. Đó. Rồi, em xoay qua đây nghe, cây có phần chóc da nhẹ ngay chỗ này nè cô chú anh chị. Đó. Nó chóc da nhẹ mà kim quýt là thân gỗ cứng nên nó không có ảnh hưởng gì hết nên cô chú anh chị an tâm ha. Đây ha, còn tay cành là rất là mịn màng, phơm cũng tán cũng mịn luôn. Nó đang có hai chuẩn bị có trái luôn à. Thì mã này là mã 7F, cây kim quýt này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá 2,4 triệu. 2,4 triệu em bao ship cho cô chú anh chị nha. Cả cây cả chậu luôn. Chậu này là chậu xi măng hết cô chú anh chị. Thì em ship luôn cho cô chú anh chị đi. Đó. Về 400 ngàn. Về cô chú anh chị không thích thì mình sang chậu men cho nó đẹp hơn ha. Còn không thì mình cứ để gì chăm nước giúp em thôi. Cây đang có bông, có trái nhỏ li ti luôn. Đây nè. Hai đây nè cô chú anh chị, còn trái thì nó còn nhỏ nè, nó màu xanh ha. Cô chú anh chị khó nhìn ha. Đây. Rồi ở đây nè có rất là nhiều chỗ luôn rồi đó. Rồi mã 7F 2,4 triệu ha. Một cây kim quýt. Dạ. Rồi em sang mã 8F nè cô chú anh chị. 8F em có tiếp tục có một cây kim quýt nữa. Rồi cây này là cây dáng chực nha cô chú anh chị. Tay cành cũng lớn luôn, dáng chực thân to có đế luôn rồi. Ở mấy cây này về nhà cô chú anh chị là có trái hết luôn á. Cây có chiều cao lên đây là được 56 nè. Cái tàn dài ở đây cô chú anh chị là được 55 ha. Tàn dài 55. Rồi cái hoành em đo ngay dưới đây đi. Cái hoành ở dưới đây là được 23 cm nè. Còn đế có nè cô chú anh chị. Đó đế có ha. Mặt nào cũng có đế hết trơn luôn. Nói chung là cái đế to đó cô chú anh chị. Đế đều dáng chực có đế ha. Thân to. Tay cành thì lớn luôn. Mã này mã 8F hả cô chú anh chị. Cây kim quýt này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá 1,8 triệu em bao ship nha. 1,8 triệu em bao ship. Đó. Cây này 1,8 triệu. À, em xây một vòng cho cô chú anh chị tham khảo tàn tán của cây ha. Đây. Cục đây là nó có mặt cắt ở đây nè. Đó em xử lý gọi hết cho cô chú anh chị rồi. Phơm tàn là rất là mịn luôn. Cây này ra lọc bắt đầu nó có bông có trái nó đẹp lắm luôn ha. Mã 8F một cây kim quýt 1,8 triệu ạ. Dạ 1,8 triệu. Rồi tiếp rồi em đổi cây luôn nè cô chú anh chị. Em sang mã 9F. Tiếp tục một cây kim quýt nữa. Đó cây này cây kim quýt nhỏ đã vô chậu đẹp cho cô chú anh chị rồi. Thì một cây thành phẩm luôn. Nhỏ nhưng mà già cây lắm. Đang có trái luôn đó cô chú anh chị. Cây này là sạch cây không còn kẽm luôn ha. Em báo thông số ạ. Và cây có chiều cao lên đây là được 49 nè. Cái tàn dài của cây là được 49 luôn. Một cây dáng chực. Rồi cái phần cũ ở đây nghe cô chú anh chị được 17 cm ha. Cây này rễ nơm lên duyên lắm nè cô chú anh chị. Cái phần rễ nơm lên ở đây là được 14 cm nè. Đó cái cũ ở đây nãy ha 17 cm. Rồi tay cành nè. Nó lớn rất là mịn màng luôn.
không có bị lỗ mục gì hết nha cô chú anh chị. Cây này cây thành phẩm, không có dây luôn đó, sạch cây. Mã này mã 9F. Cây kim quýt này em giao lưu cùng cô chú anh chị giá 1,4 triệu em bao ship nha, cả cây cả chậu luôn. Chậu này là em ship luôn cho cô chú anh chị nè, về mình để gì mình chăm nước giúp em thôi. Cây này nó đang có trái luôn á cô chú anh chị. Này dạ, à, nhỏ nhưng mà già lắm chị ha. Dạ đúng vậy. Rồi, cây này là già cực kỳ luôn đó, 1,4 triệu. Dạ rồi, tiếp tục chị ơi. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã 10F. 10F em bán sâm trái đi cô chú anh chị. Đó, sâm trái này là sâm trái nu ha. Đây, mặt tiền của cây là như thế này các cô chú anh chị. Rồi, cây có chiều cao lên đây là được 30. Cái tàn dài của cây cô chú anh chị là được 36 nè. Cái phần đế nha, coi cái phần đế trước đi, 29. Rồi, cái phần thân ngay chỗ này được 16 cm ha. Đây, cây là nu từ gốc nè lên tới ngọn luôn ha. Tay cành là lớn hết. Không có bị lỗ mục, không có bị gì hết trơn. Form tàn đường thân co lắc rất là duyên nè cô chú anh chị. Đó, cây này thì về cô chú anh chị chỉ cần sang chậu là mình chơi được rồi ha. Đó, mã này mã 10F. Cây sâm trái này em giao lưu cùng cô chú anh chị giá 1,5 triệu em bao ship ha. 1,5 triệu em bao ship cho cô chú anh chị. Cây đường thân lắc lượng, thân nu rất là duyên dáng luôn, tàn tán mịn rất đẹp nha cô chú anh chị. Đó, rồi ha cô chú anh chị, em đổi cây luôn. Em sang mã 11F là tiếp tục một cây sâm trái nữa. Cây này là cây gián đổ. Cây gián đổ đang có bông nhiều lắm cô chú anh chị, có bông nhiều lắm, về nhà mình là sẽ đậu trái nè. Đó, cây này là cây đổ nha, đường cái thân đổ nó cũng rất là duyên dáng nữa. Cây có chiều cao lên đây được 28. Em đo từ đỉnh xuống cái tàn đổ ở đây được 51 hả cô chú anh chị. Rồi, cái hoành thân em đo ngay chỗ này đi, dạ được 17 cm. Rồi, cây có phần đế vô đây được 27 cm ha. Đây, cây gọng đổ nè cô chú anh chị tham khảo nha, duyên lắm luôn. Đó, em xoay qua đây cho mình nhìn được cái phần tàn ha. Đó, cái phần tàn của cây. Và cây đặc biệt là cây đang có hoa rất là nhiều luôn. Đây là sâm trái về có hoa rồi nó sẽ đầu trái. Rồi em nghiêng cái phần bên trong cho cô chú anh chị nhìn được cái thằng thân lắc lượng ha. Đó, sạch cây lắm luôn, không có bị lỗi lầm, không có khuyết điểm gì hết. Rồi, mã này là mã 10 mấy đây? Dạ 11F. Thì cây này em giao lưu 1,6 triệu đó cô chú anh chị. 1,6 triệu em bao ship. Cô chú anh chị mua 2 cây sâm trái em sẽ bớt lại 100.000 ha. Đó, cây này là giá 1,6 triệu thôi. Cây này về mình mua một cái chậu nữa là mình sang vô là mình chơi rất là đẹp nha cô chú anh chị. Tỉa theo những cái tàn này là mình chơi thôi. Cây này cây đổ duyên luôn. Dạ rồi, 1,6 triệu thôi chứ. Dạ, rồi em đổi cây luôn hết cô chú anh chị. Này, em sang mã 12F. Có một góc bằng lăng ghép với tường vi nữa. Thì cái này là ghép tường vi huyết lâm và tường vi màu hồng. Góc bằng lăng này về cô chú anh chị sang chậu dĩa nữa thì nhìn rất là đẹp ha. Em báo thông số đi ạ. Cây bằng lăng có chiều cao lên tới phôi 20, lên tới đọt tường vi 40. Cái tàn từ đây qua đây được 35 nha cô chú anh chị. Rồi, tổng cái hoành em đo từ đây lại đây đi, được 61. Góc này em giao lưu cùng cô chú anh chị giá 600 em bao ship. Bằng lăng là hàng khai thác của núi rừng nên có những cái phần lũa ở đây, nhưng mà lũa này là lũa tự nhiên, nó không ảnh hưởng đến sự sống của cây ha. Còn bo ghép tường vi là em đã ghép lâu rồi nên nó dính liền hết rồi. Đó, mấy cái này là em sẽ đóng thùng xốp bảo vệ cái dàn bo cho cô chú anh chị hết nha. Thì ha này là ha màu đỏ, ha kia là ha màu hồng. Cái này là cái tược rừng của bằng lăng ha. Cô chú anh chị. Đó. Rồi, có 600.000 thôi, mã này mã 12F nha cô chú anh chị. Nó có cái vách này nhìn rất là duyên, về cô chú anh chị sang chậu dĩa kết hợp với tiểu cảnh ha. Rồi hoa nó sẽ tự có mình chơi, lọc nó cũng đẹp nữa. Đó. Rồi 600, một cây bằng lăng em ghép với tường vi. 600. Dạ rồi, đổi luôn. Rồi em sang mã 13F nè cô chú anh chị. 13F, em có một cây cần thăng. Cây này cây riêng không có ghép gì hết, nó có rộng rất là duyên rồi nè cô chú anh chị. Đây, cái phần này phần cỏ ha. Rồi để em xây qua đây nè, em báo thông số chi tiết cho cô chú anh chị rõ nha. Mã này mã 13F, cây có chiều cao lên đây được 46. Cái em đo từ đỉnh đổ xuống đây là được 38 nha. Còn chiều dài từ đây là đây là được 55 nè. Rồi, tổng cái phần đế nha. Dạ, phần đế đây là được 41. Rồi cái phần thân ở đây với cô chú anh chị là được 18 cm nha. Cây này về cô chú anh chị trồng vô ha, mình trồng cho nó chuối xuống diện chút cũng được, là nó thành cái dáng văn nhân của cô chú anh chị. Dạ. Rồi, mã này là mã 13F với cô chú anh chị. Cây cần thân này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 700 em bao ship nha. 700.000 em bao ship. Cây rất là liền lạc sạch sẽ, không có bị lũa một gì hết nha. Thân nó nhỏ nhưng mà nó có đế nha, với nó có cái gọng gì là duyên rồi đó hả cô chú anh chị. Chỉ có 700 thôi, về mình sang cái chậu là mình chơi được rồi ạ. Đây. Rồi em đổi cây luôn, em sang mã 14F. Tiếp tục là một cây cần thăng nữa.
Rồi cây này thì dáng bay nè cô chú anh chị. Đó, một cây giống như văn nhân ha. Còn củ này là củ bay, cũng là cần thăng luôn. Cây có chiều cao lên đây được 20, tàn ngang của cây được 37 ha. Tổng cái tàn dài ở đây là 57 nè cô chú anh chị. Rồi em đo tổng cái phần củ ở đây đi. Dạ, phần củ đế đây là được 40 ha. Đó, củ này cũng sạch sẽ luôn, không có bị lỗi, không có bị gì hết. Mã này mã 14F, củ này thì giá 600. 600 mua 2 cây cần thăng em bớt cho cô chú anh chị 100.000. Đó, bao ship tới nhà cho cô chú anh chị được quyền kiểm tra hàng luôn ha. Rồi, mã 14F 600.000 nha. Củ lớn nè cô chú anh chị, rồi tay cành cũng lớn nữa. Nói chung là cắt là sạch sẽ cây luôn, không có bị lỗi, không có bị khuyết điểm gì hết trơn luôn á. Cái này là mình chơi phong thủy với cô chú anh chị, cần cù thăng tiến ha. Đó, cần thăng. Rồi, 600 mã 14F à. Dạ. Tiếp chị ha. Dạ rồi, em đổi cây nha cô chú anh chị. Em sang mã 15F. Em có linh sam 86 nè cô chú anh chị. Cây này cây ghim không có ghép gì trơn, cũng không còn dây nữa, rất là già cốt cành luôn. Thì mấy cây này về cô chú anh chị càng tỉa thì những cái tay này nó càng dày lên thì hoa nó nhiều hơn nữa ha. Rồi cây có chiều cao lên đây được 31, cái tàn dài ở đây được 47 hết cô chú anh chị. Rồi cái hoành thăng em đo ở đây là được 10 cm, 9 cm, là cỡ như cây nước lâm lớn hơn nha cô chú anh chị. Thì nó có phần đế nè, đó đế đây có nha. Cô em nghiêng cho cô chú anh chị nhìn cho rõ bên trong nè, tay cành là lớn mịn màng, không có còn dây nhợ gì hết. Có cái phơm tàn cũng mịn nữa. Rồi mã này mã 15F, cây linh sam 86 này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá 500, 500 em bao ship. Cây này có chậu luôn rồi, về cô chú anh chị cứ để y về chăm nước cho em. Linh sam 86 trong quá trình ship vàng lá rất là nhiều nghe cô chú anh chị. Về nhà cô chú anh chị cây có hoa luôn à. Đó, cây này gọng đẹp với cô chú anh chị ơi, 500 ngàn, 500. Mã 15F. Dạ. Rồi, tiếp tục. Rồi em sang mã 16F là một cây linh sam 86 nữa. Đó, thì cây này cũng giá 500 luôn. Thì cô chú anh chị mua một cặp thì em cũng bớt cho mình 100 ngàn nữa ha. Đó, mấy cây nhỏ nhỏ là mua một cặp là em sẽ bớt tiền cho cô chú anh chị hết. Tại vì em dồn đơn là đừng em ship cho dễ ha. Cây có chiều cao lên đây là được 30, cái tàn dài ở đây là được 34 nè cô chú anh chị. Rồi cái phần thân ở đây là được 19 cm ha. Phần cũ ở đây được 19 cm. Rồi phần thân ở đây là được 12 cm. Rồi cây này cũng giá 500 em bao ship luôn. Đó, cây này nó có rộng ha. Rồi tay cành cũng lớn hết trơn luôn á cô chú anh chị. Linh sam 86 nè, mịn lắm luôn, có chậu luôn nè cô chú anh chị. Rồi mã 16F ha, giá 500 bao ship luôn. Đó. Dạ, 500, bưng bê nhẹ nhàng không chú. Mà cây thì gốc già. Rồi em sang mã 17F đi cô chú anh chị. Để lấy cây qua 17 cây. Dạ, 17F em có một cây mai chứa thủy á cô chú anh chị. Mai chứa thủy này lá chung nha. Em lặt lá rồi nè cô chú anh chị. Về mình cứ để gì giúp em đi. Là mình chăm nước thôi, lá thì cây nó sẽ tự ra. Cây nó nhỏ nhưng mà nó thành phẩm á cô chú anh chị. Không còn dây luôn, đặc biệt là mặt cắt không còn luôn nha. Mai chứa thủy mà nuôi cỡ này là cô chú anh chị biết thời gian lâu lắm luôn á. Cây có chiều cao lên đây là được 20, cái tán dài của cây là được 28 nha. Rồi cái phần đế em đo sát đây được 15 cm nè. Cái phần thân là được 10 cm nha cô chú anh chị. Là đây đó, tàn là mịn như lắm luôn rồi nè. Em nghiêng bên trong cho cô chú anh chị nhìn nha. Đó, đây từ trên dưới không có mặt cắt, cốt là bằng ngón tay của em luôn á cô chú anh chị. Nhìn đi, một cây mai như thế này đây là cô chú anh chị có nuôi cây là biết rồi, thời gian rất là lâu ha. Thì mã này mã 17F, cây mai chứa thủy này em giao lưu cùng cô chú anh chị giá 650 em bao ship nha. Đó, cây này là mình về là mình cứ để cái gì thôi, lọc lá nó tự ra, bông hoa nó tự có nè, dễ bưng bê lắm nè cô chú anh chị. Đó. Dạ, 650. 650 cô chú anh chị ơi. Chậu đẹp luôn hết chứ. Dạ. Cây đẹp, chậu đẹp. Rồi, đổi luôn. Rồi em đổi cây luôn hết cô chú anh chị. Em sang mã 18F, cũng là một cây mai chứa thủy lá trung luôn. Rồi, cây này 550 đi cô chú anh chị. 550 đi ha. Cô chú anh chị nào thích cây dáng chật thì mua cây này, cây hồi nãy nó có rộng rất là duyên luôn đó. Rồi cây có chiều cao lên đây là được 22 nè. Cái tàn dài ở đây là được 29 nha. Cái phần cũ ở đây được 20 nha. Phần thân ở đây là được 10 cm ha. Thì cây này là trên đây là mặt cắt liền nè. Ở dưới đây là cũng vậy nha cô chú anh chị. Đó, nói chung là một cây thành phẩm không mà cô chú anh chị. Nhỏ nhưng mà nuôi lâu và tay cành liền lạc hết trơn luôn. Em cũng lặt lá cho cây luôn rồi nè ha. Rồi cây này 550 đi, mã này mã 18F. Thì cứ mua 2 cây đi rồi em bớt cho cô chú anh chị 100.000. Về cho cô chú anh chị dễ chăm, dễ bưng bê nữa nè. Đó, chậu là em đã hoàn thiện rồi, ép hoàn thiện rồi. Mai chứa thủy mà ép vô chậu cỡ này là cô chú anh chị biết cũng công phu lắm ha cô chú anh chị. Đó. Dạ rồi, 18F. 550 hả anh? 550 thôi chị ha. Dạ. Dạ. Rồi thì đây là mã cuối của bonsai Huy Hoàng nhà em ngày hôm nay luôn. Em chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị
đã xem clip nhà em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua ha. Em mong nhận được sự ủng hộ tiếp tục của cô chú anh chị trong clip này. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị trên kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây trong clip sắp tới ha. Em xin chào ạ. Dạ thôi, em chào chị, con cũng kính chào quý chú. Rất cảm ơn quý chú đã dành thời gian theo dõi. Quý chú xem có yêu mến cái nào thì giao lưu ủng hộ chị ha. Con chúc quý cô chú một ngày tốt lành bên gia đình. Xin hẹn gặp lại những clip tiếp theo.